Hôm nay vừa là một số cá thủy sinh anh em nha. Trước đây là hàng mà rất là hot, nhiều anh em hỏi, đây là mèo Hara, một con cá thủy sinh với hình dáng rất là đặc biệt. Đuôi tiếp theo đây chúng ta có là cá nóc Fahaka. Thì loại này khuyến nghị anh em là không nuôi chung với các loại khác nè. Đây cá nóc là cá dữ, hàng này size mini và nó có thể phát triển nha anh em. Khác với lại nóc mini nha, nóc mini nó nhỏ hoài, còn con này thì nó có thể lớn. Để mình quay lên keo cho anh em xem. Nhìn rất là ngáo. Đây là hình ảnh của những bé nóc nha. Rồi qua dòng khác anh em ha. Rồi giờ thì chúng ta sẽ cho anh em tụi nó ra nhà mới. Qua ngon. Đang thám hiểm dương quốc mới, đang đập phá vậy thứ. Nhìn ngầu ha anh em, nhìn vừa ngáo vừa ngầu. Rồi anh em nào muốn sở hữu những cái bé Fahaka này thì liên hệ qua Zalo của mình nha. Size này tầm khoảng một đốt tay anh em ạ. Rồi tiếp theo đây chúng ta có là tam giác tím. Đợt này là một trong những loại cá thủy sinh mà cũng nhiều anh em rất là ưa chuộng nha. Vì nó khỏe, sức sống nó tốt. Rồi mình có một loại nữa lên ngoài cho em xem luôn. Đây là tam giác tím nha. Đây là tam giác vàng. Rồi tiếp theo đây chứ các bạn, em đây là dòng tam giác vàng anh em nha. Thì nó sẽ khác với cái màu của con hồi nãy quay một xíu. Cái này nó sẽ óng ánh hơn. Và đây là cái loại nó mới hơn. Tam giác vàng này thì chỉ có 15k một con thôi. Bán một lần combo anh em nha. Từ 5 con, 5, 10, 15, 20 đấy. Cho nó dễ đến như thế này. Bắt lẻ khó tính rồi mà. Đây là rồng đỏ anh em nha. Nào sẽ lên bộ rồng đỏ đẹp cho anh em luôn. Đây. Đó. Combo cho anh em luôn, 150k combo 3 cặp nha mọi người. Máy xài lớn, máy xài lớn. Để hồi lên keo kính mình quay chống lại cho anh em xem. Chống rất là đẹp luôn. Này xe lớn nha, có xe nhỏ cho anh em chọn luôn, nên thích cái nào chơi đó. Thì hàng này mình sẽ giảm cho anh em, chỉ còn 150k thôi, được 3 cặp luôn. Hàng rồng đỏ, hàng đẹp, tia hoa văn đồ đẹp, quay đuôi to.
Đây là máy nè nha, máy xài rất là lớn luôn. Đó, máy rồng đỏ hay xài lớn. Một 53 cặp anh em nha, mềm xèo luôn. Rồi, tiếp theo đây chúng ta có rồng xanh lên đô. Đợt này lên tươi, cực tươi luôn em ơi. Nhưng mà mới trong bịch thôi, nhìn xuất sắc rồi. Rồi mình cho Yasuo Kheo để quay cho anh em xem kỹ hơn ha. Hàng này khuyến mãi cho anh em luôn, 200k 3 cặp. Anh em nào xem video để lại comment giúp em tặng thêm một cặp luôn. 200k dứt liền 4 cặp rồng xanh đô, cực kỳ xuất sắc luôn. Đây, lô rồng đợt này rất đẹp anh em nha, anh em đừng bỏ lỡ nha. Đó, rồng xanh Indo cực kỳ đẹp luôn, 200k 3 cặp, ngày hôm nay tặng thêm anh em một cặp luôn. 200k 4 cặp, chỉ cần để lại một comment trên video giúp em là được. Đó, xanh Indo hoa văn họa tiết cực kỳ đều đẹp luôn, hàng cực chất nha. Đợt này lên cá, đợt này rất là đẹp anh em nha, không mua là tiếc á. Nè, thấy hoa văn trên thân rất là đều luôn. Tiếp theo đây rồng đỏ anh em nha, cực tươi luôn, bổn này đuôi khá là to anh em nha. Rồi xeo sập sàn cho anh em luôn nè, sập sàn anh em ơi. Combo chúng ta 100k 3 cặp, anh em nào quất 2 combo mình khuyến mãi luôn, tặng kèm 2 cặp cho anh em luôn. 100k 3 cặp, 200k tặng kèm anh em 2 cặp là được nhiêu ta, 6 cộng 2 8 cặp luôn. À, anh em là bắt 2 combo em tặng thêm 2 cặp luôn nha, anh em là bỏ 200k mình được 8 cặp luôn đó nha. Combo nhỏ 100k 3 cặp anh em nha. Bổn này đợt này lên cá hoài văn đuôi quay rồi, rất là ngon lành luôn, rất rẻ luôn, 100k 3 cặp, 200k 8 cặp. Rồi tiếp theo đây là màu xanh rất là mượt mà anh em nha, dòng Lutobat. À, anh em nào thích màu xanh này không thể bỏ lỡ dòng Lutobat này rồi, một sắc xanh rất là nhẹ nhàng. Rồi Lutobat này combo chúng ta luôn, 80k một cặp, combo 200k 3 cặp nha anh em. 200k 3 cặp Lutobat, rất tươi luôn. Rồi tiếp theo chúng ta có đây là HP Rod anh em nha. Đó, đây hàng bình dân cho anh em chơi luôn, 100k cặp khuyến mãi cho anh em combo 200k 3 cặp nha mọi người. HP Rod tươi rõi luôn. Đó, 200k được 3 cặp chơi luôn anh em ơi. 200k 3 cặp HP Rod. Anh em nào có nhã hứng chơi lớn, chơi cho mình một combo 400k nha, 400k anh em sẽ được 7 cặp dòng này luôn. À, combo lớn anh em nha, về thả là như hoa hồng trong nhà luôn. Tiếp theo đây là một dòng nuôi cũng rất là được nhiều anh em ưa chuộng nè, dòng gì đây ta? Wow, rất là tươi luôn, coi Gen E anh em ơi, hầu có cái trống lên tay bơi luôn này, dắt dời. Đây là trống anh em nha, toàn bộ cái hồ bên đây là trống, bên đây là mái. Rồi hàng này khuyến mãi tiếp luôn, 80k một cặp anh em ha. Combo chúng ta là 200k cho combo 3 cặp. Và anh em ơi, anh em để lại một comment giúp mình nha, thì combo này sẽ tặng cho anh em thêm một cặp nữa. À, thì 200k anh em sẽ được
4 cặp luôn. Chỉ cần để lại một comment trên video là giúp mình thôi. Ôi, tiếp theo đây chúng ta có là full gold anh em ơi, hàng này là hàng Gen Rebound. Hàng này để giá mềm cho anh em chơi luôn nè. Wow, màu tươi quá à. Rồi, combo này chúng ta 100k 3 cặp thôi anh em ơi. Chỉ 100k và sở hữu 3 cặp luôn, anh em chơi lớn 2 combo khuyến mãi lớn luôn. 2 combo tặng kèm 2 cặp thêm cho anh em luôn, 200k 8 cặp. Dứt liền luôn khỏi suy nghĩ. Rồi, kính chào anh em đang xem video của kênh của mình. Ngày hôm nay mình giới thiệu anh em một dòng đây gọi người ta gọi là 7 màu coi. Sở dĩ người ta gọi vậy vì cái phần trên đầu nó có một cái chấm đỏ như một con cá coi vậy anh em ha. Thì dòng này trước mà anh em, dòng coi này có nhiều loại lắm. Thì mình đang quay cho anh em xem đây là Will Coin Shop. Tên đầy đủ nó là như vậy. Và cái hàng này, những con trống này nó có rebound. Rebound những con râu phía dưới anh em, thì ta sẽ gọi cái đó là rebound. Loại này thì một trong những loại cũng khá là dễ nuôi luôn anh em nha, rất là dễ nuôi. Nó là một trong những người mới chơi ta rất là thích và ưa chuộng. Nếu như anh em thích những loại cá này thì có thể liên hệ qua Zalo của mình để mình thể hướng dẫn thêm cho anh em. Rồi, full gold mọi người nha. Full gold này là full gold sẽ là máy rebound và chống gen. Hàng này khuyến mãi lớn cho anh em chơi vui nè. Rồi, full gold rebound này em sẽ khuyến mãi cho anh em nha. Chống là chống gen nha. Rồi, full vảy rất là đẹp luôn. Đó, ống mánh luôn. Lớp vảy trên thân rất là đều và phủ kín đầu. Rồi, hàng này 100k một cặp. Em sẽ khuyến mãi cho anh em là combo 3 cặp 300k tặng 1. 300k 4 cặp. Và anh em nào chơi một combo lớn hơn nữa, em chơi lớn luôn. 500k anh em nha. Đó, nhích thêm 200k thôi, 500k em tặng anh em luôn 2 cặp. 500k 5 tặng 2 là 7. Rồi em quay máy cho anh em xem nha, máy cực kỳ chất lượng luôn. Rồi, tiếp theo đây là máy anh em ơi. Máy Fingol Rebound nha. Rồi, quá xá luôn rồi. Rất đẹp anh em nha. Rất đẹp, rất đẹp. Máy ta bờ bướm thân vàng ươm, vảy dày, rất đã luôn. Cái này mà anh em nào nuôi ngoài trời là hết bài luôn nha. Lớp vảy cái dòng máy này, bộ máy này rất dày luôn. Sáng con cá lên rất là đã nha. Để em vớt lên em xem. Lên vợt nó mới gần ánh sáng, nó ánh lên đẹp hơn nữa. Đó, sáng chói luôn rồi. Quá phê nha, hàng này quá mềm luôn anh em ơi. Đó, vậy ống luôn, ống ánh con cá luôn. Máy đó nha, máy vậy là máy rất là chất lượng luôn anh em nha. Để phần tay bơi mình, tay bơi đó. Để mình ta bấy mình nha. Rất đẹp luôn nha mọi người. Rồi em nhắc lại nha anh em, combo 300k anh mình tặng em một cặp được 4, combo 500k em tặng em luôn 2 cặp luôn được 7. Rồi, tiếp theo đây chúng ta có một dòng mà rất là nhiều anh em thích luôn, những dòng mà nói chung là dòng kinh điển cho những người chơi lâu hoặc mới chơi đều thích cái dòng này. Em thấy dòng gì chưa? Còn đây là Dumbo Red Tie anh em ơi, và đây là hàng bổn đẹp. Trời hơi tối rồi. Hay. Rất đẹp anh em nha. Này phải lên vợt mới thấy được. Cái tai bơi nó rõ hơn.
Tai bơ to dày đẹp lắm anh em nha. Đây đại diện bộ em nè. Đó thấy chưa? Đó. Đó, quay kiểu này mà thấy tai bơ của nó. Đồng quá cũng khó quay nha. Đây rất đẹp anh em ơi. Cái kiểu này thì thấy tay bơ nó rõ hơn nè. Thấy mình về đánh giá cả hơn em ha. Đó, hàng đẹp chất lượng này. 100k một cặp anh em nha. Ngày hôm nay bên em chơi khuyến mại với anh em luôn. Rồi sập sàn luôn nha anh em. 200k 3 cặp. Rồi dứt lệ anh em ơi, 200k 3 cặp nha mọi người. Em xin nhắc lại là 200k 3 cặp. Quá đẹp luôn. Bài này đẹp và số lượng không có nhiều anh em nha. Nay xả sát luôn, 200k 3 cặp, tai bơ cực đẹp. Rồi anh em nào chơi một combo lớn hơn giúp mình, 400k anh em nha. Wow, quá đã. 400k 6 cặp, em tặng thêm lớn luôn, 400k 7 cặp. Anh em nha, hàng chất lượng. Trời ơi tai bơi kìa, quá đã luôn. Rồi tiếp theo đây nó là hàng wheel short anh em nha. Hàng wheel thì chúng ta sẽ thấy cái thân nó sẽ màu trắng trong và hơi vàng vàng xíu, người có nghĩa là màu nó sáng hơn á, sáng hơn so với hàng coi đen sọt nè, thấy không? Coi đen sọt thì cái thân nó màu đen rõ rệt. Đó, hàng wheel thì sắc tố đen nó sẽ giảm và hầu như nó mất đi. Nên hàng wheel sọt này anh em nào thích thì giá của chúng ta hiện tại là sẽ khuyến mãi cho anh em một combo là 200k cho một combo. Bao nhiêu ta? 200k cho một combo. Rồi, chơi lớn anh em luôn, 200k combo 5 cặp luôn. Wow, có một em tai bơ bướm mà lên màu tai bơ kìa anh em thấy không? Đó, hàng độc, hàng này là hàng không bán nha. Đâu rồi? Có hai em luôn nhỉ. Đây mình sẽ bắt chơi cho anh em show chơi. Lên một tay à, lên hai tay rồi. Vô kèo luôn. Thấy không? Cái màu tao bơi lên nè. Một bé, mình thấy một bé kia đó rồi. Đây. Hai bé. Còn ta. Đó. Hai bé lên màu tao bơi nè, thấy không? Rồi chốt hải nè anh em nha, combo lớn luôn, 200k 5 cặp luôn, trời thoải mái luôn. Giờ mình sẽ quay máy cho anh em xem nha. Đây máy Wheel Shot anh em nha. Rồi combo cũ 200k 3 cặp, combo mới banh nóc luôn, 200k 5 cặp luôn anh em nha. Wheel Shot. Rồi tiếp theo chúng ta có là Wheel Coil này là Wheel Coil Rip Bong Mít đầu. Và chống là chống có đầu à. Combo cho anh em là trải nghiệm dòng si thu nha. Đó, si thu chống thì tôi quá, tôi khỏi bàn rồi. Máy phơm đẹp đó anh em ơi. Nhưng mỗi tội là mít đầu thôi. Thì combo này của chúng ta sẽ là 200k cho combo 3 cặp và tặng ngay cho anh em thêm một cặp nhân dịp này luôn.
trên một combo tặng ngay luôn là 200k được 4 cặp luôn anh em nha. Xí thu luôn, coi sọt luôn, rip bông luôn. 200k 4 cặp luôn. Nhìn màu rất là đã luôn anh em ha. Mình đổ máy cho anh em xem nha. Đây là máy wheel sọt mít đầu. Ồ, wheel sọt xí thu mít đầu mới đúng chứ. Ý. Có hàng lên đầu luôn anh em. Hàng lên đầu thì chúng ta sẽ có combo là 150 một cặp, 300k là được 4 cặp nha. Ủ rồi dễ thương không? Form rất là đẹp luôn anh em ha. Hàng mít đầu của chúng ta, đây những hàng có đầu là như vậy này. Đó, những hàng lên đầu nè, đó rất là dễ thương luôn. Là 300k 4 cặp anh em ha. Rất đẹp luôn nè, ú cực kỳ ú luôn. Đó, còn hàng mít đầu thì rất là mềm luôn. Mít đầu như thế nào là cái đầu nó không có chấm nè anh em. Đó, đây. Mít đầu. Là 200k anh em được đến 4 cặp luôn nha. Quá ngon, quá ngon. Trời ơi, có con mít đầu nu nè, bắt cho anh em coi. Khà khà, đồ lòng. Rồi. Quá nhanh. Nè, u nu luôn. Rồi, điểm ra là cho anh em xem đó. Ngon là. Hôm nay mình sẽ đi một lượt của hết các loại coi nha. Giờ đây là coi sọt. Hàng này sẽ có hàng máy ri bông và máy thường. Chống sẽ chung một loại ở đây, chống anh em xem đây. Thì chống nó sẽ có chống ri bông, chống thường luôn. Nếu như anh em bắt một combo máy thường á thì mình sẽ xen kẽ khoảng 1 đến 2 chống ri bông vô cho anh em thả cho vui. Còn nếu như mà anh em bắt máy có ri bông á thì thích bắt chống thường và chống ri bông gì đều được. Đó. Tại vì thường là người ta sẽ sử dụng con chống thường để thúc đẩy sinh sản tốt hơn con chống ri bông. Rồi mình xin báo giá cho anh em. Hàng trước mặt anh em đây, nếu mà anh em bắt máy thường thì combo chúng ta đầu 100k cho 3 cặp. Rồi, anh em để lại một comment cho mình. Thì mình sẽ tặng thêm một cặp, có nghĩa trên mỗi combo. Thì combo chúng ta sẽ thành 100k 4 cặp nếu như anh em để lại một comment giúp mình. Còn hàng có ri bông thì mình sẽ sell cho anh em với giá là combo 300k 3 cặp. Và anh em để lại comment sẽ tặng cho anh em thêm một cặp nữa là 300k 4 cặp. Rồi, đây mình sẽ quay trước chống nha. Rồi mình sẽ quay máy của hai loại kia sau. Vâng, đây là hàng máy không ri bông anh em nha. Và chống hồi nãy mình vừa quay trước đó. Rồi, đối với hàng này thì mình báo cho anh em đó 100k 3 cặp. Mà xin vui lòng để lại một comment giúp mình thì anh em sẽ được 100k tặng thêm một cặp là 4. Khi anh em đến shop mua thì nhớ báo giúp mình là có comment đã được tặng quà anh em nha. Đó, máy rất là tươi luôn anh em ha. 100k 3 cặp luôn, bèo nhèo luôn. Rồi, có bé nó ủ dễ thương kìa. À, 100k 3 cặp tặng 1 luôn anh em nha. Rồi tiếp theo là máy coi sọt ri bông anh em nha. Ồ, form đợt này máy ngắn rất là đẹp luôn. Tay bơi nè anh em thấy đã không? Đó. Rồi như mình đã báo đó anh em nha. Hàng này là 150k một cặp, combo chúng ta là 3 cặp 300k thôi ạ. Và chỉ cần để lại một comment thôi là bên mình sẽ tặng cho anh em một cặp nữa nha. 300k cho combo 4 cặp. Ồ, đợt này lên rất đẹp luôn, form rất là tròn, bồ bỉnh anh em ạ.